Rồi kính thưa quý vị, thì tiếp tục chương trình thu gom đồ rẫy ngày hôm nay để về phân phát cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này. Thì tới đây Đại Tú cũng phân phát cho bà con mình một số rau củ tại nơi ấp Núi Voi, xã Núi Voi, tại khu vực huyện Tịnh Biên, Tiền Giang. Thì trong đây là có cái nệm với cái gối. Dạ. Cho đúng không? Thì bà con mình có xài thì cứ lấy xài. Tấm nệm coi. Một tấm nệm và một cái gối. Người nào thì lấy đủ dùng thôi nha, một cái nệm và một cái gối thôi. Này tấm nệm hay gì? Nệm cái tấm nệm trải trên mền. Đâu trốn bọn nệm nào nó trốn. Đó. Này trên mền đỏ phải không? Đó đó thì đó đó, thì cô mở ra lấy người một cái nệm với một cái gối. Này màu trắng không à? Xe bây giờ xe chú né đường đó đi cho xe chạy đi. Chú ơi, chú lấy một cái bắp cải rồi chú né qua đi cho xe nó chạy. Cho con cái cho chú. Không. Hai được hả? Mai này mua gì đụng cho ta. Vậy hả? 200.000 một ký thôi. 200.000 một bọc đó. Hai gái gì? Nói chung là cô bác mình có lấy đồ gãy hay là lấy gì đó, mình lấy vừa đủ cái số lượng của mình thôi nha. Còn mình cho những người khổ hơn nữa. Dạ. Nệm. Nệm đúng không chị? Nó để trong đó có chữ đó. Nệm. Hai vợ chồng cho hai cái được không? Dạ dạ được, được lấy đi chú. Hai cái được không? Có hỏi gì hỏi chưa ai đây là niệm và gói này của cô Năm Thảo chạy cơm núi ông Cấm từ thiện đó là cho mình 50 cái niệm và 50 cái gói để cho bà con mình khó khăn trong cái mùa dịch này có dùng trong cái mùa dịch. Thì những cái tấm lòng yêu thương của cô bác Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, nhất là cô Năm Thảo đã nè. Mấy cô ơi, mấy cô có lấy thì mỗi một người chỉ là một cái gói thôi nha, rồi mỗi người một cái niệm thôi, còn cho bà con cô bác mình những người khó khăn hơn nữa đó. Dạ phải rồi, đi kinh hai ba trái hủ qua nông thành rồi cảm ơn mình chơi. Thì kính thưa quý vị, thì rất là cảm ơn cô Năm Thảo, cô đã hỗ trợ cho cái số gói và niệm để cho cô bác mình có sử dụng trong mùa dịch này. Chứ ngày hôm nay Đại Tú nhận cũng được khoảng hơn 600 kg rau củ cho bà con ở xã Tân Lập cũng như là xã Bình Phú, cho bà con mình có rau củ cũng như là không cô ơi, phải lan mua giùm người ta. Là những cô bác mình ở khu vực ở ấp Núi Voi, xã Núi Voi nha quý vị. Tới đây để nhận những rau củ để dùng đỡ trong mùa dịch này. Có một thôi. Chết được rồi. Rừng này xin rừng nha. Nè bà đang ăn gừng không? Ừ, vô nha. Để bút câu bây giờ nè. Đây là chú bút cải. Đâu nè. Lấy con cừng bắt nó thôi chú. Cái gì lột thôi nha, để nè. Để em cùng đi ấy rồi. Nó cho con xin bắt đi. Xin bắt cải nha. Có gì quý lắm mà. Có cho là còn gì nữa. Thì mùa dịch này thì anh em chơi cũng quá giúp vậy là mình rồi. Rồi rồi cô bác mình dùng đỡ trong mùa dịch này vậy đi. Thì, có gì mình chuyển chuyển mình tính tiếp. Ai?
vậy? Ổi gì? Gối gì gối qua bảnh kìa, chân ngông hai kìa. Gối đây. Hai. Em nhỏ kìa, ta được ba cái gối. Rồi cưng lấy cái gối đó đi. Thì kính thưa quý vị, thì nói về vấn đề mà thiếu thốn về vật chất đó thì cô bác mình vẫn còn thiếu thốn rất là nhiều. Thì để tối ghé nơi đây thì cô bác mình cũng là hăng hái ra nhận đồ gãy và nhận gói và niệm của cô Năm Thảo tại chợ đó. Cũng rất là nhiều luôn các em. Thấy cô đó xách một bao luôn. Là coi như là người ta thiếu ta mới nhận chứ không phải là gì. Nói chung cũng rất là tội nghiệp. Chú còn mày mà màu sáng không chú? Đây nè. Điểm. 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 Cái này chú con ha. Cắt gói hay gì chú? Xin đây đồ ăn kìa, cái gì đó ăn cho rồi 50 cái gói và hiện tại vậy còn còn được như 10 cái hả? Qua hết 40 cái rồi hả? Rồi hết 40 cái gói rồi. Còn cá trong bao nè, lấy luôn đi. Xin giao dùng tiếp. Xin cho thí nè đi ăn chi vậy? Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là mấy đứa cháu mà ở nơi hôm bữa mình đã cho tiền cho gạo cho mấy đứa cháu nè. Chào con tên gì hả? Tội nghiệp mấy đứa cháu nó không có đồ bạn có gì. Đệ tú cũng đi vận động quần áo và gạo và nhu yếu phẩm để về hỗ trợ cho em đứa em gái có 4 đứa con. Đây là 4 đứa nha, 4 đứa con của nhỏ em ở xã Núi Voi, của ấp Núi Voi, xã Núi Voi, huyện Định Biên, tỉnh An Giang. Thì cũng có cái đồ ăn rồi đó, cũng ghé lại đây cũng cho. Rồi mong rằng mọi người đều cố gắng để chống chọi qua cái mùa dịch này. Rồi chúc gia đình em hạnh phúc nha, khỏe khoắn để chống chọi qua mùa dịch này nha. À, chúc gia đình cố gắng làm ăn vươn lên cho cuộc sống nha. Dạ. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào. Ba chú à. Rồi, bye mấy đứa coi. Bye với tay bye coi. Chào coi. Chào. Rồi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, xin chào nha. Dạ.